Xin chào tất cả các bạn, Phương Smith đã trở lại và hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề, đó chính là trò chơi ma sói. Không biết bao nhiêu lần chơi ma sói xong thì người ta đều chẹp miệng, ngẩng đầu lên trời và thở dài. Đúng là ở đời, chả thể tin được bố con thằng nào. Thế thì ma sói là gì? Ma sói là trò chơi được chia làm hai phe chính là người, hay còn gọi là nông dân hay là dân làng, và một bên là sói. Bên cạnh đó thì là các tuyến nhân vật phụ bổ trợ, sẽ có một người quản trò, đó chính là người điều khiển trò chơi trong ban đêm và ban ngày. Ban đêm thì nhiệm vụ của phe sói là chọn ra một người để giết, còn ban ngày thì tất cả người chơi có nhiệm vụ là tìm ra đâu là con sói để giết. Trò chơi kết thúc khi một trong hai bên không còn thành viên nào còn sống. Trò chơi board game vốn nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ vài năm trở lại đây. Người ta yêu thích chúng thì cũng có lý do cả, bởi vì lành mạnh hơn, chơi đông người phù hợp với các chuyến du lịch nhóm, cũng chẳng mất nhiều phí. Mèo nổ hay là Uno, hay các trò chiến lược hơn ví dụ như là Shadow Hunter hay là ma sói v.v. đều là những cái tên phổ biến với cộng đồng yêu board game. Nhưng mà với nhiều người thì ma sói mới là trò thực sự làm mưa làm gió trong cộng đồng người chơi tại Việt Nam, đặc biệt là những bạn trẻ 8X hay là 9X gần đây. Trò chơi này nổi tiếng tới mức đã được chuyển thể thành phim tại Nhật Bản. Người ta nhắc nhiều tới ma sói cũng như là một trò chơi tập thể thao hại não, nhưng đằng sau ma sói là vô vàn những bài học cuộc sống, để khi mỗi ván ma sói kết thúc thì người chơi lại tặc lưỡi: sao mà mình không nhận ra nó là sói ngay từ đầu? Đầu tiên, cuộc đời không chỉ có người tốt và người xấu. Nếu bạn biết luật chơi của ma sói thì tóm gọn, ván chơi được chia ra làm hai phe là dân làng và sói. Nhiệm vụ của hai phe là làm sao để giết được bên kia, bên nào mà còn lại người thì chiến thắng. Cuộc đời lý tưởng về cơ bản thì cũng có một phe tốt và một phe xấu như vậy. Tuy nhiên thì cuộc đời không chỉ có người tốt, người xấu. Có những người sẵn sàng trở mặt, có những người sẽ trở thành kẻ xấu sau một đêm. Cuộc đời chúng ta đôi khi như một sự ghép cặp giữa người và sói vậy. Chúng ta không quan tâm xem người tốt hay là người xấu sẽ giành chiến thắng. Kết cục của chính mình mới là điều quan trọng. Phe nào thắng không có nghĩa lý gì cả. Chỉ có chiến thắng của bản thân mới là cú chốt hạ của cuộc đời, đúng không? Vậy thì người tốt không phải lúc nào cũng tốt, và người xấu cũng như vậy. Chúng ta luôn nhìn cuộc đời với những định kiến và gắn nhãn là một người tốt, hẳn hẳn người đó đã có bản chất tốt sẵn rồi. Đó thực sự là một câu hỏi mang tính triết học. Liệu một người có được coi là có đạo đức, ông ta còn là một người có đạo đức khi đi ngủ không? Câu chuyện ma sói dạy cho chúng ta một điều rằng không có ai là tốt mãi mãi và cũng không có ai là xấu mãi mãi cả. Nhân vật con hoang sẽ chọn một người chơi để làm bố hoặc là làm mẹ. Khi mà nhân vật bố hoặc là mẹ này bị sói cắn chết thì con hoang sẽ trở thành con sói. Đó quả thực là một trong vô vàn chi tiết khiến người chơi vừa thích thú vừa bực mình. Từ một nhân vật đứng về phía phe con người, con hoang chuyển về phe phản diện. Còn không biết lúc nào cuộc sống kéo mình về phía bóng tối cho cuộc sống. Không ai trong chúng ta có một cuộc đời đơn sắc, ranh giới giữa tốt và xấu mong manh tới mức không biết khi nào bạn sẽ trở thành một người xấu. Có những người xấu như kiểu là sói trắng, sau vài đêm sẽ lại hạ sát một con sói đen. Suy cho cùng, xấu hay tốt cũng chỉ là hai mặt tương đối của một người. Không có điều gì là bất biến, mọi thứ đều vô thường và cả cuộc sống này cũng vậy. Vậy thì chúng ta sẽ phải trả lời một câu hỏi, đó chính là ai là bạn, ai là thù. Bạn có biết được rằng mỗi ngày ai sẽ đâm sau lưng mình không? Không, chắc chắn là không thể. Khi mỗi một người trong cuộc đời này đều đeo nhiều chiếc mặt nạ chắc chắn là câu chuyện kinh điển nhất trong trò ma sói, khi bạn rơi vào những vai diễn không được dự tính trong cuộc đời. Cuộc chơi ma sói như cuộc đời vậy. Hôm nay bạn diễn vai người tốt, ngày mai bạn là một kẻ xấu. Hôm nay bạn được cho sức mạnh cứu người khác, nhưng đến ngày hôm sau, điều duy nhất bạn có thể làm chỉ là bảo vệ chính bản thân mình. Nếu có điều gì quan trọng tôi học được từ ma sói, đó chính là bạn không nên đặt niềm tin vào đói 100%. Chỉ khi nhập cuộc chơi, mọi người mới lộ ra khả năng diễn của mình như những gì họ có thể hiện ra với cuộc sống bên ngoài. Đó là khi các mối quan hệ thân tình, người yêu, bạn bè trở nên hoàn toàn vô nghĩa trong cuộc chơi. Nếu mà chúng ta bị đẩy vào một vai một con sói thì người ta sẽ chơi trọn vẹn nhất vai diễn của mình. Dù biết đó là một cuộc chơi vô thưởng vô phạt, nhưng dư vị của chiến thắng chắc chắn hơn sự tổn thương của một tình mạng. Một cuộc chơi đã như vậy, cuộc đời thực sự thì sẽ như thế nào? Ma sói phản ánh hết những tính chất của con người: lừa dối này, ngụy tạo này, thỏa hiệp này, tham lam này, nhún nhường này.
Bạn nhìn thấy những lý lẽ đầy thuyết phục trên gương mặt mỗi người, nhưng mà đâu biết rằng đằng sau đó là một quân bài ma sói. Nhập tâm vào một ván chơi ma sói, tôi thấy mình thực sự như kiểu nhập tâm vào cuộc đời vậy. Ai cũng sẽ có những quyết định sai lầm. Có những người chơi luôn nhận định mình là kẻ khôn ngoan nhất, lõi đời và biết đủ mọi mánh khóe của lũ sói trong cuộc đua, nhưng cuối cùng lại để lọt mất một con sói chiến thắng trong lượt bình chọn. Bây giờ, cả làng hãy bình chọn ra một người chơi bạn cho là sói để treo cổ. Kết thúc chơi, nhiều người cứ tiếc nuối rồi xin lỗi nhau. Tao không biết mày là nông dân, cứ nghĩ nói nhiều như vậy là sói. Khi đứng giữa hai lựa chọn, việc đi theo một quyết định sai lầm là điều không quá khó hiểu. Dù ta tưởng rằng 10-10 chuẩn xác, chúng ta không chỉ bị giằng xé với vấn đề lý trí mà còn phân vân trong chuyện tình cảm. Ai nói cũng thuyết phục cả, biết chọn ai trong câu chuyện này đúng không? Câu chuyện tình cảm trong cuộc sống đôi khi cũng diễn ra với kịch bản tương tự như vậy. Đứng giữa lựa chọn hai người cho một cuộc tình, lý trí và tình cảm giành giật nhau trong đầu, để rồi mọi quyết định đưa ra đều có phần lấn cấn và ngập ngừng. Chỉ một quyết định sai, đôi khi kéo cả cuộc đời đổ vỡ, đúng không? Cuộc đời chúng ta không gói gọn trong hai lựa chọn, nhưng có những khoảnh khắc bạn phải lựa chọn giữa A hay B, tin vào đám đông hay tin vào chính bản thân mình. Trong đám đông đó thì có những kẻ nói dối, nên hãy cứ tin vào những gì bạn quyết định. Dù đó là quyết định sai, nhưng chỉ ít bạn đã không lừa dối chính bản thân mình. Một câu hỏi nữa đó chính là ai che lưng cho bạn? Bạn có nhớ lần chơi cuối cùng người bảo vệ có bảo vệ bạn trong đêm không? Phù thủy thì có dùng bình cứu để cứu bạn khi sói chọn giết bạn trong đêm hay không? Những điều đó người chơi không biết, chỉ tới khi tàn cuộc mọi người mới vỡ lẽ ra là ai là ân nhân và ai là tội đồ. Tôi tin là sẽ luôn có ai đó giúp đỡ trong những khoảnh khắc khó khăn. Số khác thì chọn lên tiếng như sự bênh vực bạn vào lúc ban ngày, còn số khác thì chọn bảo vệ bạn âm thầm khi màn đêm buông xuống. Điều bạn cần làm là tỉnh táo để nhận ra ai là người sẵn sàng che lưng cho bạn. Nhìn một cách tích cực, dù nhập cuộc với bất cứ cuộc chơi nào, nếu bạn là một người chơi đẹp và được lòng mọi người, sẽ luôn có ai đó sẵn sàng giúp đỡ bạn. Đừng bao giờ than thở rằng là sao mình sống tử tế nhưng mà không có một ai tốt với mình, không có điều gì hy sinh mà không nhận lại được một quả ngọt cả. Sự tử tế cần lắm nhẫn nại và cuối cùng bạn sẽ được đền đáp, hoặc là bọn nó sẽ giết bạn trong đêm. Tôi tin rằng là những bạn trẻ lớn lên với nhiều thay đổi của cuộc sống, sự lung lay những giá trị tinh thần và niềm tin, có lý do để thích ma sói. Họ nhìn cuộc đời này như kiểu một màn kịch lớn và cho ma sói như một màn kịch nhỏ. Chúng ta thấy bản thân mình trong từng nhân vật, soi vào từng câu chuyện để nhận ra cuộc đời mình thấp thoáng sau những lá bài, đúng không? Ta là sói, ta là người dân, ta là người tốt, ta là người xấu, ta là kẻ phản bội, ta là kẻ dối trá, ta là người bảo vệ những người khác, nhưng cũng là người nhẫn tâm đẩy một ai đó tới một cái chết trong cuộc chơi ma sói, đúng không? Ma sói là câu chuyện của mỗi cá nhân. Không, đấy là câu chuyện của cả một cộng đồng với rất nhiều bài học thu gom từ hàng chục cuốn sách khác nhau. Đó, hết rồi. Đây là câu chuyện và những bài học liên quan đến ma sói. Đây là một trò chơi rất là thú vị. Nếu mà bạn nào chưa chơi ma sói thì lên mạng tìm hiểu ma sói rồi rủ hội bạn chơi đi. Còn bạn nào mà chơi rồi thì hẹn gặp bạn mình ở một quán cà phê hay chỗ nào đấy chơi tiếp sói. Có thể chơi cả đêm, không bao giờ chán luôn. Video hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video này. Mình là Phương Smith. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn mà có những kỷ niệm vui hay là kỷ niệm buồn nào khi mà bị bọn nó giết khi mà chơi sói thì hãy chia sẻ những câu chuyện của mình ở bên bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.